Vâng, xin kính chào những khán giả thân mến của LPL Vienna Official đã quay trở lại cùng với diễn biến cho cặp trận giữa Thunder Talk và Li Ning. Hiện tại tỷ số đã là 1-0 nghiêng về phía của Li Ning, không có gì có bất ngờ cả. Điểm sáng duy nhất bên phía của Thunder Talk trong trận đấu vừa rồi là Lăng Xê ở khu vực đường trên. Anh ta đã có một khoảng thời gian đi đường khá là tốt với Ale phía bên kia. Nó phụ thuộc nhiều vào chất tướng và thậm chí là tác động của siêu băng ở khoảng thời gian ban đầu dành cho Ale cũng là khá là ổn để có thể khai thác được màn hạ gục đầu tiên. Rồi sau đó là một tình huống kiểm soát có phần hơi tham lam của LNG khi mà họ muốn vừa ăn được rồng vừa muốn thủ được cái trụ khu vực đường giữa để khiến cho cái việc đó dẫn đến việc là họ mất con rồng. Và thậm chí là sau đó là bản thân của Lan Xin khá là xanh ở trong giai đoạn về sau của ván đấu. Tuy nhiên, cuối cùng thì về khả năng giao tranh tổng kết hợp giữa năm thành viên đội hình bên phía của LNG vô cùng chặt chẽ và tinh ý thì họ đã có được một chiến thắng tuyệt đối cuối cùng ở trong ván đấu này. Để xem ngày thi đấu hôm nay có phải là ngày thi đấu mà LNG sẽ dứt điểm được Thunder Talk với tỷ số 2-0 hay không. Nếu như nó lại là một trận thua 0-2 nữa thì đây sẽ là một cái khởi đầu vô cùng tệ hại dành cho bất kỳ đội tuyển nào tại EPL. Nó sẽ là 10 ván trận thua liên thua tiếp. thứ 5 liên tục, cộng với đó là đều thua với tỷ số là 0-2. Đang là một áp lực rất lớn dành cho Thunder Talk, và người có được MVP trong ván thi đấu vừa rồi là Icon khu vực đường giữa với các bài Zoe, với một pha solo kill ở cấp độ 2 cộng với những cái khả năng cấu rỉa của anh ta dọn giữa trận và những pha bóng ngủ bắt lẻ tốt thì MVP đã rơi vào tay của Icon. Anh có thấy một vị tướng cấu rỉa nào theo kiểu mà cấu rỉa một cái là tim bạn bốc hơi luôn không? Khi mà những tình huống bóng ngủ nghịch sao của đối phương là chỉ có bốc hơi và đi về, một là ôm đầu máu đi về nhà, hai là nằm xuống ngay tại chỗ. Và đây là tình huống giao tranh ở trước đó thì các thành viên của LNG đã làm khá là tốt. Rồi sau đó là pha giao tranh mặc dù nhìn có vẻ là thiếu thiếu đi người và thiếu đi lợi thế thì bên phía của LG vẫn có được những màn hạ gục. Còn đây là những tình huống lao vào của Lan Xin ngay lập tức bị ngăn cản bởi cái bóng ngủ của Icon. Rồi sau đó là IWD cũng đánh rất là tốt khi anh ta dùng cái định mệnh vậy còn để tiếp cận và có một tình huống đánh thường để có thể có được nội tại. Còn đây là pha cấu rỉa theo như anh Tùng nói. Một tình huống cấu rỉa và khiến cho team bạn bốc hơi ngay lập tức. 1.000 dam đến từ cú nghịch sao của anh ta sau một tiếng bóng ngủ là những gì mà Xiaopeng phải lãnh chịu, và anh ta ngay lập tức bốc hơi, không có kháng phép đến từ phần còn lại của Thunder Talk. Chỉ có duy nhất một người có kháng phép trong ván đấu vừa rồi, hình như là anh chàng Lang Sinh với một cái giáp tâm linh. Nhưng các bạn cũng đã được thấy một cái giáp tâm linh nó là không đủ cho một pha mà anh ta đứng lại chống chịu, dính một cái bóng ngủ thôi là lượng sát thương dồn vào đến từ tất cả thành viên bên phía của LNG, nó khiến cho Lang Sinh thậm chí không kịp dùng lôi thần giáng thế hay bất kỳ một cái đồng hồ hay bất kỳ một cái công cụ nào để anh ta rút lui cả. Và đó là một ván thắng nó đúng theo phong cách đánh của LNG, tức là đầu trận thì thực ra cũng có những lợi thế nhưng họ không quá vội trong việc khuếch đại lợi thế ở tầm 10 phút cấp ở 10 phút đầu, mà những lợi thế họ sẽ có ở tầm thời điểm từ phút thứ 10 đến phút thứ 25. Nó sẽ là khoảng thời gian mà họ liên tục khai thác được những cái trụ của đối phương, và nhờ lượng tiền được khai thác tốt để cái trụ được ăn đến từ bên phía của LNG trong khoảng thời gian đó thì họ thường xuyên là đội tuyển vươn lên dẫn trước rất nhiều về tiền ở tầm giữa game. Và bán thi đấu vừa rồi xuyên suốt dạng giữa game thì họ luôn luôn có được cái cách biệt khoảng chừng 3 cho đến 4.000 tiền trở lên trước bên phía của Thunder Talk. Điều đó giúp cho họ cực kỳ tự tin trước những tình huống bước ra các mục tiêu lớn, và sau những tình huống ép giao tranh thành công liên tục thì họ đã có được cái mục tiêu lớn quan trọng nhất, chính là một con Baron để có thể kết thúc ván thi đấu vừa rồi. Và tôi không biết là bên phía của Thunder Talk thì trong một cái mùa giải mà phong độ đường giữa và đường giữa họ đang thấp đến như vậy thì họ sẽ phải đánh như thế nào và đánh dựa vào ai, hay chiến thuật chung sẽ là ra làm sao, đặc biệt là trong ngày thi đấu hôm nay phải đối mặt cùng với một đội tuyển mạnh như là LNG nữa. Trong trận đấu trước, không chính xác là trong ván đấu trước thì bên phía Thunder Talk đã có ý định là muốn tạo một chút sự thay đổi. Họ đã liên tục nhá vào con Mundo. Nhưng quyết định cuối cùng của Thunder Talk là không chọn vào con Mundo đó và họ chọn vào con Volibear vì họ nghĩ rằng đây là một chất tướng mà bản thân của Lan Xin có thể làm tốt ở khu vực trên. Và đúng là Lan Xin đã làm tốt thật, nhưng mà nó là không đủ để giúp cho bên phía của Thunder Talk có được chiến thắng. Còn giờ chúng ta đến với ván đấu thứ hai giữa LNG và Thunder Talk, ba lượt cấp đầu tiên giữa hai đội là Kama, Akali, Kermil. Còn trong khi đó phía bên kia là Rinatong, Nocturne và Lulu. Với những lực cấm này được đưa ra đến từ cả hai bên thì Thunder Talk đã đưa ra lựa chọn phước pick của mình là một con Lee Sin, và sau đó thì đáp trả con Lee Sin của đối phương, LNG quyết định lấy Rumble cho Tạc Giang cộng với cả Varus nữa. Vẫn đang là một đội hình có khả năng tấn công rất mạnh đến từ LNG, có vẻ như họ nhận thấy đối phương không phải là một đội tuyển có khả năng đi đường mạnh, và những gì bên phía của LNG đang muốn đánh sẽ là win like win game và để nhanh cái ván đấu xong sớm nhất có thể để có thể về nhà nghỉ ngơi và chuẩn bị cho cặp trận gặp IG ở cuối tuần này. Còn đối với Thunder Talk thì họ quyết định lấy Ezreal dành cho Sam đi, lại thêm một ván thi đấu nữa mà Ezreal
xuất hiện trong tay của anh chàng Samdi. Ván thi đấu trước thì màn trình diện của Samdi không thực sự có gì gọi là quá nổi trội cả. Dạo đi đường anh ta không đóng góp được nhiều. Đến giữa game thì đồng ý anh ta không nằm xuống bất kỳ lần nào. Nhưng cái lượng sát thương anh ta gây ra nó cũng không được bao nhiêu do cái dàn chống chịu của anh ta bị bóc đi quá nhanh. Và Leona là lựa chọn dành cho Fast, họ lựa chọn bộ đường dưới rất sớm và ngay tại phase 1 với Fury và Leona. Nhưng với cắm chọn như thế này, bên phía của LNG đã có được một vị tướng đi đường và phục vụ giao tranh tổng khá là khỏe, đó chính là Zed. Nếu như mà muốn đối đầu được với Zed thì có vẻ là bên phía Thần Thoát muốn có thể ưu tiên Bích và Lucian. Lucian ở khu vực đường giữa được, nhưng mà Zed này có thể chuyển lên khu vực đường trên, hoặc là con Zed này sẽ chủ động dùng để đối đầu với con Lee Sin phía bên kia. Bên phía Thunder Talk họ cắm tiếp vào những vị tướng như là Jay và thậm chí có thể là những vị tướng sát thương ép ở khu vực đường giữa nằm trong tay của Icon như là con Zoe trong trận đấu vừa rồi, hay thậm chí là những con tướng như là Leblanc chẳng hạn. Và để xem là Sharpeng cũng sẽ lựa chọn vị tướng đi rừng nào ở trong ván thi đấu này để đối đầu cùng với Rumble nữa. Dạo gần đây chúng ta thấy rằng sự xuất hiện trở lại đến từ Diana trong khu vực rừng đang là một trong số những cái vị tướng khả năng tác động rất tốt đến bàn đấu. Quyết định cuối cùng đến từ bên phía của Thunder Talk là cấm đi Nautilus của anh chàng Iwandi, chứ không phải là dồn tất cả cái lượt cấm họ vào những đường đơn bên phía của Lee Ninh nữa. Và để xem lượt first pick ở tại phase 2 của LNG sẽ là vị tướng nào. Hỗ trợ Rakan đang được nhá đến từ Iwandi và nó đã khóa vào khá nhanh rồi. Họ muốn có thêm một công cụ mở và kết hợp tốt trong giao tranh tổng với Rumble với lựa chọn Rakan này. Như vậy thì Thunder Talk họ nghĩ rằng là bên phía của LNG, bởi tướng của Icon là quá rộng nên việc cắm vào Icon là một điều có vẻ là hơi mơ hồ một tí. Nên quyết định cuối cùng là họ hạn chế khả năng mở giao tranh. Và trong trận đấu vừa rồi thì Iwandi đã làm khá tốt với con Nautilus. Quyết định cuối cùng của Thunder Talk là cắm đi con Nautilus đó, nhưng vẫn là một vị tướng mới có khả năng mở giao tranh. Tuy nhiên vị tướng này sẽ không có quá nhiều khả năng chống chịu và nó không có luôn cả cái định mệnh vẫy gọi để có thể đối đầu được. Không chính xác là định mệnh vẫy gọi để có thể rút ra được sau những tình huống lao vào. Quyết định cuối cùng đến từ bên phía của LNG là khi đã có Rumble rồi, họ tự tin với một vị tướng sát thương vật lý DPS ở trong các đường đơn của mình. Và quyết định cuối cùng là Icon cầm Zed và Ale cầm Lucian ở khu vực trên để có thể đối đầu được với con Na. Trong cái đó thì Thunder Talk với những lựa chọn cuối cùng của mình thì họ cũng đã đẩy con Lee Sin vào khu vực rừng của anh chàng Sharpeng và sẽ là một kèo đường đơn tương đối khó cho Lang Sinh. Lượt last pick Lucian cho bên phía của Lee Ninh là một lượt last pick mà nó thể hiện được sự tự tin đến từ Ale với một chất tướng xạ thủ khu vực đường trên. Nhưng kèo đấu này Lucian hoàn toàn là vị tướng nhỉnh hơn về mặt chất tướng so với Na. Và Icon cũng sẽ chấp nhận đánh một vị tướng mang thiên hướng đánh thủ hòa đường giữa, cố gắng đẩy đường bán máu trước một con Leblanc bên phía bên này của anh chàng Ye. Bộ đôi đường dưới vẫn đang là bộ đôi đường dưới có khả năng tấn công mạnh đến từ bên phía của LNG với Varus và Rakan, bộ đôi vừa có khả năng đẩy đường tốt, vừa có khả năng tấn công ở cấp độ 6 với hai cung chiêu cuối hiệu khống chế đã rất nhiều. Và để xem Tặc Răng sẽ quyết định đánh cánh nào, tôi nghĩ rằng anh ta sẽ có thể đánh lên cánh trên. Với Rumble thì tốc độ đi rừng của Rumble cũng là khá cao và không kém cạnh gì, thậm chí có phần nhỉnh hơn so với Lee Sin phía bên kia của anh chàng Sharpeng nữa. Vì vậy việc đánh lên cánh trên xoay quanh Zed cộng với Lucian vẫn sẽ có thể là một lợi điểm dành cho con Rumble của anh chàng Tặc Răng. Còn đối với Sharpeng thì anh ta có thể cũng sẽ đánh lên cánh trên với những chất tướng mà bên phía của Thunder Talk đang có với một con Leblanc đứng giữa, thì cái khả năng kết hợp giữa Leblanc và Lee Sin vẫn luôn là một cái bộ đôi có khả năng dồn sát thương được mục tiêu rất hiệu quả. Nếu như Leblanc đưa ra cú xích chuẩn xác tạo tiền đề cho những cú sóng vô hình cước sớm thì nó vẫn là lượng sát thương đầu ra cực kỳ ấn tượng đến từ bộ đôi rừng mid của bên phía Thunder Talk. Đó là một cặp rừng mid một thời mà T1 đã được sử dụng với Bengi và Faker, thì giờ được thấy nó trở lại, tuy nhiên nó nằm trong hai người chơi khác. Còn trong khi đó về Tặc Răng phía bên kia thì con Rumble của anh ta có hai lựa chọn, một là tấn công lên khu vực nửa trên, hai anh ta có thể thực hiện bubble farm ở khoảng thời gian ban đầu và tạo ra được một khoảng cách lớn về mặt farm so với Colisin ở phía bên kia. Phần nào đó nó sẽ phù hợp với lối đánh của LNG, bởi vì LNG là một đội không đẩy mạnh quá nhiều lợi thế ở giai đoạn đầu game mà họ sẽ bắt đầu tăng tốc ở khoảng thời gian giữa ván đấu ở những tình huống giao tranh tổng, và đó có thể là điều mà bên phía của LNG có thể hướng tới. Ván đấu thứ hai của đối đầu giữa Thunder Talk và LNG trong cặp trận mà rõ ràng là sự chênh lệch đến từ cả hai là có, khi mà Thunder Talk đang lãnh chịu tới 4 trận thua liên tục cùng với tỷ số là 0-2. Trong khi đó thì LNG đang bay rất cao với 5 trận thắng liên tục. Ván đấu đầu tiên đã kết thúc với phần thắng nghiêng về LNG và chỉ cần một ván thắng nữa thôi, họ sẽ có thể tiến đến với chiến thắng thứ 6 của mình cũng như đẩy Thunder Talk vào một thế là thua tới 5 trận liên tục cùng với tỷ số là 0-2.
Sự tự tin được thể hiện rõ đến từ Icon khi mà ở đường giữa anh ta không cầm cho mình là bước chân thần tốc mà anh ta cầm chinh phục. Anh ta không ngần ngại những tình huống cấu rễ đến từ vị trí của Jay, và thậm chí là Jay leo lên. Icon có thể tìm kiếm một cơ hội solo kill nếu như Jay không giật về được với cái biến ảnh thứ hai kịp từ cái tình huống song thủ trưởng. Còn đường trên thì ngay lập tức là Ale xác nhận được cái lợi thế của mình với việc tiến lên cao và nâng luôn cho mình là truy cùng diệt tận để có thể gia tăng thêm khả năng tiếp cận và khiến cho Lan Xin mất đi rất nhiều máu. Khởi đầu là một cái kiếm dài cộng với bình thuốc tái sử dụng, và Ale thể hiện sự tự tin của anh ta cho những tình huống bước lên phía trước mặt của Lang Sinh ở đợt lính đầu tiên. Chấp luôn ba con lính đánh xa để có thể trao đổi chiêu thức trong pha vừa rồi, và Lang Sinh đã khởi đầu bằng một cái giáp lụa cộng với 4 bình máu. Nhưng hiện tại thì anh ta vẫn đang chịu rất nhiều những sức ép đến từ Lucian bên phía bên kia. Ở đường dưới cấp độ 2 trước, nhưng đó tình huống đâm vào hơi sâu đến từ Paz, anh ta bị hit một hit từ trụ và ít nhất là anh ta cũng có một tình huống trao đổi khiến cho I1D bên phía bên kia cũng đang rất yếu máu rồi. Đó là vẫn là một tình huống cấp hồi trước đến từ bên phía của Thalatok, nên họ có phần nào đó là có lợi thế. Và thậm chí là việc cầm thanh tẩy ở khu vực đường dưới, Lai và IOD phải thật sự đánh chắc chắn. Còn trong khi đó khu vực đường giữa là tình huống song thủ chữa thành công. Tự tin quay ngược lại, tung một tình huống xích nhưng mà nó hình như không trúng, lao vào với sóng âm đó. Vụ ảnh cứ tốc biến lên trước điểm thành công. Đó là chiến công đầu dành cho bên phía của Thalatok. Và siêu bân một lần nữa thể hiện được cái vai trò của mình ở khoảng thời gian đầu ván đấu đến từ bên phía của Thalatok. Có dịch chuyển trở lại đến từ Icon và chắc chắn Tạc Giang không ngại trong việc solo tay đôi với Xeo Bông. Và đó là tiếng sát thương rất nhiều đến từ Tạc Giang, sát thương là đủ, Tạc Giang có mạng, Jay tốc biến lên để rồi sát thương chung với Xeo Bông. Nhưng rất tiếc là năng lượng còn lại của anh ta là quá ít ỏi để có thể đưa ra toàn bộ lượng sát thương của một lập lăng. Không đủ sát thương đến từ bên phía của Thalatok để kéo theo Tạc Giang, và đó là tiếng xử lý quá tốt đến từ Reason của LNG để gỡ lại những gì đã mất tại khu vực giữa cho phát canh chiến công đầu của Xeo Bông. Dù trước đó là cái lao bốc điện trường của Tạc Giang, nhưng mà sát thương đến từ một con Rumble dùng súng phun lửa ở dạng quá tải là quá nhiều. Nó khiến cho siêu bân không kịp làm gì cả. Và kết quả là hiện tại bên phía LG vẫn đang chiếm lợi thế ở khu vực trên bản đồ. Họ đang cướp vào con bùa xanh đánh hàng thông nổ đến từ Icon. Hai người chơi không có tốc biến pha lao vào. Tạc Giang vẫn đang rất khỏe khi anh ta có được con bùa xanh, anh ta cố gắng lưu về. Đây là vị trí của dây lao qua, chưa đủ sát thương. Tạc Giang vẫn đang sống, quay lại trả sát thương. Cuối cùng là xin có được bài gục, anh ta tốc biến rút đi, tốc biến theo. Và tốc biến có vẻ là hơi sai qua lời, anh ta lướt ngược lại với truy cùng diệt tận tìm kiếm siêu bân. Siêu bân trừng phạt hồi máu, bên phía của LG phải rút về. Dây lao lên tìm kiếm cơ hội, xích không thành công. Và Ale vẫn đang bắn liên tục, anh ta bắn vào người của dây, dây phải chạy lướt đi với biến ảnh. Ghim sóng âm trúng nhưng chưa lao vào, vẫn tiếp tục lao lên đến từ vị trí của Ale. Và siêu bân hộ thể về người đồng đội của mình. Bên phía LG mặc dù họ thua trong pha giao tranh đó, nhưng họ vẫn đang liên tục tấn công. Khoan, đây là sóng âm trúng và lao vào dứt điểm thành công của Icon. Siêu bân đang muốn con Lee Sin này quá dẻo và họ đang cố gắng tìm kiếm Ale hay chăng. Dây đứng phía sau, dịch chuyển hỗ trợ. Và Ale đang 1.2, có được 2 gục. Cuối cùng thì mạng cuối đó phải nằm xuống. Đó là double kill cho siêu bân. Và 3-1 cho con Lee Sin ở khoảng thời gian ban đầu của ván đấu. Giao tranh rất nhiều đến từ cả hai bên và cả hai sẵn sàng đổi mạng với nhau, nhưng trong pha vừa rồi thì bên phía của LG đã là những người sai lầm. Tạc Giang đã không còn quá nhiều máu sau tình huống ăn bùa xanh của anh ta, và cái giá phải trả chính là việc mà anh ta phải nằm xuống. Sau khi Lang Sinh có được mạng gục thì anh ta tốc biến và di chuyển về một góc mà bên phía của LG đã không bắt được anh ta, và đây là tình huống tấn công đến từ Tạc Giang ép tốc biến của Samdi. Trong lúc mà hỗ trợ của Samdi di chuyển về nhà thì anh ta đã mất cả hồi máu lẫn cả phần trợ tốc biến. Với năng lượng hiện tại còn lại của Samdi thì có vẻ như anh ta sẽ rất khó để đón trọn vẹn cái đợt lính đang được đẩy vào đến từ một đô la của những I1D. Còn ở cánh trên thì nó là một thắng lợi tương đối lớn dành cho Thalatok. Pha gỡ mạng đến từ Tạc Giang, nhưng sau đó thì anh ta lại đâm vào một pha giao tranh mà máu còn lại không phải là quá nhiều, cũng như sự cơ động đến từ Lee Sin, Lập Lăng và Na trong pha vừa rồi đủ để có thể giúp cho bên phía của Thalatok tiếp tục những pha cò quay liên tục, và đã có thêm hai mạng nữa cho Lee Sin của Xeo Peng. Một khởi đầu như trong mơ với 3-1-1 KDA dành cho người Legion của Thalatok. Con Lee Sin xanh như thế này rất dễ tạo được tác động ra các khu vực đường, và lượng sát thương bao hàm của con Lee Sin 3-1 là rất lớn với những tình huống lao vào từ sóng âm vô ảnh cước. Và khi mà đạt được cấp độ 6 thì tác động của siêu bân lại sẽ càng lớn hơn nữa. Trong khi đó phía bên kia Tài Giang sau các tình huống trao đổi thì anh ta cũng chỉ có được một mạng hạ gục được mà thôi. Đường trên pha vừa rồi thì Ale cũng có được một mạng hạ gục, tuy nhiên Lan Xin vẫn đang là người có được những cái lợi thế nhiều hơn từ những tình huống trao đổi đó, khi anh ta có đây là 1-0-1 KD khá là đẹp, và thậm chí là khoảng cách về chỉ số tính nó không được tái hiện quá nhiều đến từ Ale và Lan Xin. Chưa kể là nó đẩy nhanh cái quãng đường mà anh chàng Lang Sinh có được cái giày Ninja Tabi, cái giày thép gai thì đúng hơn. Đây là món trang bị rất cần thiết trong kèo đấu với Lucian hoặc là dây khu đường trên của một con Nga. Và việc đánh đổi mà hạ gục lẫn nhau đến từ bên phía của cả hai bên đã giúp cho Lang Sinh có được món trang bị này ở ngay lần về nhà đầu tiên.
Nó sẽ là một trong số những công cụ để đánh thủ hòa không đứng trên rất tốt. Kèo này thì chúng ta không thể nào yêu cầu được Lang Sinh sẽ phải thắng đường cả. Tất cả những gì mà Lang Sinh hướng đến sẽ là một tiếng đánh thủ hòa, cộng với đó là một tiếng kêu gọi Tạc Răng đến từ Ale lên khu đứng trên, thì nó sẽ là tiếng 2v2. Những cấp độ 6 đến từ Tạc Răng, còn cấp độ đến từ Xeo Phừng chỉ là cấp độ 5. Hai cấp độ 6, nhưng đó là lực sát thương quá lớn đến từ Xeo Phừng. Lực sát thương rất ảo đến từ người dừng bên phía của Thanatop, đủ để có bên phía của Thanatop có một pha trao đổi 1-1, chứ không phải là một pha trao đổi lỗ về mạng. Và đó là một tiếng mà Ale cũng đã không thể nào tính được lực sát thương đến từ con Lee Sin lại nhiều đến như vậy. Đó là búa gỗ. Và trước đó khi mà chưa nằm xuống màn đó thì bên phía của Seobun có luôn thêm cho mình đó là một cái cuốc chim. Lượng sát thương vô cùng lớn của một con Lee Sin 3-1-1 ở thời điểm đó. Và mặc dù có được cấp độ 6, một lợi thế rất lớn của Tạc Răng, nhưng kết quả vẫn chỉ là 1-1. Nhưng nhìn chung pha này thì bên phía LNG vẫn là đổi có lời nha. Khu vực được giữa, song thủ giữ thành công, giữ chân được về. Pha trao đổi khá là tốt, nhưng quay trở lại chăng dây. Tạc Răng là người tiến ra hỗ trợ, ôm ngược trở về. Và Seobun lại là người có được bài hạ gục. Seobun đang đánh bao sân khi mà anh ta xuất hiện từ khu vực đường trên ra khu vực đường giữa rất nhanh, mặc dù anh ta nằm xuống từ trước đó. Một pha thi đấu cực kỳ hổ báo đến từ Icon khi anh ta bước lên trước mặt con lập lăng. Anh ta tự tin rằng phía... Thiếu đốt đi ra qua đi. Một tiếng quy cộng với tốc biến lên đánh tay, sát thương Thiếu đốt sẽ là đủ. Nhưng sau đó lại là Xeo Phừng gỡ mạng dành cho những người đồng đội của anh ta, nhưng chưa thể nào gỡ được mạng. Cấp độ 6 đã có nên Xeo Phừng, tốc biến của anh ta còn. Lách cái gì nữa? Lách cái gì nữa ở đây? Đó là mạng hạ gục dành cho Xeo Phừng, mạng hạ gục thứ 6 trên tổng số 7 mạng hạ gục mà Thanatos có rơi hết vào tay của người đi rừng của họ. Bây giờ cấp độ 6 có nô nấu cướp, sẽ là tiếng chạy thẳng đến khu đường trên tìm kiếm Tạc Răng cũng như là cả AD nữa. Anh ta đụng độ cùng với Tạc Răng, anh ta sẽ chơi tay đồ hay không để quyết định rút lui khi mà Icon đã xuất hiện trước so với Ye. Ở những pha trao đổi mạng gần đây thì có vẻ bên phía Thanatos đang là những người gỡ gạc lại được sau một pha trao đổi được coi là lỗ khu vực đường trên, thì ngay lập tức là một tình huống đánh đổi tại khu đường giữa mà Thanatos rõ ràng là những người lời hơn. 6-2-1 tham gia hạ gục 100% trên bản đồ. Và hiện tại thì Seobun đang kiểm soát con sứ giả đầu tiên của ván đấu. Đây là Ale đang bị tấn công liên tục. Anh ta đang bị nhắm tới. Tốc biến lên dash. Ui. Và kết quả là Lang Sinh có được mạng hạ gục. Thì đấu rất cục xúc đến từ ý chí của Seobun. Anh ta can thiệp tất cả các mạng hạ gục mà bên phía của Thanatos có. Và trong pha vừa rồi thì Ale, tôi không hiểu lý do tại sao anh ta lại bước lên cao đến như vậy. Và kế bên anh ta đang là một con Lee Sin, và thậm chí đó là tiếng đầu tư tốc biến đến Seobun để có thể hạ gục Ale nhanh nhất có thể, sau đó thì tiến ra sứ giả. Một pha xử lý rất vội đến từ Xeo Phừng, và nó là một thành công rất lớn dành cho bên phía của Thanatos khi áp lực đến từ bên phía Thanatos sẽ đủ để Xeo Phừng có thể ăn con sứ giả một cách hoàn toàn miễn phí. Tạc Răng không muốn đi ra, và anh ta có ra bây giờ thì đã quá trễ rồi. Thanatos họ đang muốn tìm kiếm ván thắng đầu tiên tại LPL 2021 mùa hè 2021 khi mà Xeo Phừng đang đánh quá bay. Và con Lee Sin của anh ta thật sự là tạo tác động quá nhiều. Đây là một lần nữa Seobun lao vào thiên đỉnh kiếm thành công, và Seobun một lần nữa có màn hạ gục. Tạc Răng gặp nguy hiểm, chàng chơi thành công ép tốc biến của Tạc Răng. Những pha thi đấu đang rất bay đến từ bên phía của Thanatos trong ván thi đấu thứ hai này trước LNG, và đây là một khởi đầu cực kỳ tệ hại dành cho đội tuyển đang đứng đầu bảng xếp hạng của LPL. Với liên tiếp những màn hạ gục dành cho bên phía của Thanatos, Iwani rõ ràng là một con Rakan của anh ta đã mất hai phép bổ trợ trong một tình huống cố gắng hạ gục Jie ở dưới trụ. Và trong pha di chuyển rất sâu vào phần rừng của đỏ đối phương thì lại một lần nữa anh ta bị bắt lại với hàng loạt hiệu không chế đến từ Pass cộng với lượng sát thương lớn đến từ Xeo Phừng. Thì Iwani đã bốc hơi và không kịp làm gì cả, cũng như là một tình huống dồn sát thương với cú ánh sáng là khá chuẩn chỉ đến từ Sandy nữa. Mã hạ gục thứ 7 dành cho người đi rừng của Thanatos. Một ván thi đấu mà anh ta đang thể hiện con Lee Sin. Lee Sin này, Lee Sin TikTok đánh ranh các kiểu, rồi chiêu cuối được né khá ảo đến từ Samdi. Khi mà tất cả các thành viên phía của Thanatos đang đều thi đấu một cách cực kỳ thăng hoa thì rõ ràng lợi thế đang nghiêng về cho họ là điều hết sức dễ hiểu. Bây giờ lượng sát thương của Seobun sau lần về nhà tiếp theo, anh ta nhiều khả năng sẽ có được cho mình đó là cái chiều hấp huyết. Và những tình huống lao vào của anh ta thì tôi nghĩ sẽ làm cái chiều biết cộng một cái gì đó nữa. Sát thương quá lớn phải... và ai sẽ là người đứng ra chống chịu? Tôi nghĩ anh ta đang cầm rất là nhiều tiền luôn á. Và chắc chắn là những cái mục tiêu như Lucian thì chắc là one shot một phát một thôi. Anh ta thậm chí đang rất là tham nha. Anh ta muốn ganh với cái độ đông cước sẵn sàng để có thể tận dụng sứ giả. Vũ cung ánh sáng dọn lính trước đến từ Sandy, và không hề có tầm nhìn đến từ bên phía của LNG. Và trong bối cảnh là Lai cũng không còn chiêu cuối nữa thì có vẻ như những gì mà anh chàng Xeo Phừng muốn sẽ là về mua chùy áp huyết, giày thép gai và hai mảnh của cái búa gỗ. Lượng tiền vừa rồi được cầm trên người của Xeo Phừng là rất nhiều.
hoặc đó là có thể hai mảnh để có thể hướng tới cái giáp tay, cái món có thể gia tăng khả năng búp giáp về sau của một con Lee Sin. Và giờ thì cái lượng sát thương của siêu bân tạo ra là rất nhiều. 722 vẫn đang là tham gia 100% mày hạ gục ở trên bản đồ. Ở bên phía của Thunder Talk đang thật sự có thể có được chiến thắng trước LNG. Nhưng mà chúng ta hãy nhớ lại, LNG là một đội đánh rất mạnh ở giai đoạn giữa và cuối ván đấu. Thì liệu bên phía của Thunder Talk có thể chống lại cái đợt tăng tốc tiếp theo, mà khi mà bên phía LNG tập trung lại có được cái khả năng giao tranh tổng. Game này mà thua nữa tôi không biết phải nói gì luôn á. Lee Sin này giờ đá một combo là chỉ có gục ngay lập tức. Ale đang bị tấn công, người ta bị làm choáng lại, có dịch chuyển lên, mưa tên lửa dài ra đến răng. Sheldon đang đến khá gần, người nằm xuống đầu tiên là Lang Sinh khi ta đâm vào quá sâu. Hộ thể lên đến từ Lee Sin của Sheldon đá ngược vị trí của Tạc Giang về, và đó là một combo tròn trịa đến từ Jay khiến Tạc Giang bốc hơi ngay lập tức. Ngay sau đó Icon đi phản công, Icon đang lên, đó là cú chiêu cuối hất tung thành công vị trí của Sheldon lên. Icon đang hơi lòng vòng trước tình huống di chuyển của anh ta và đồng đội của anh ta đang gặp nguy hiểm. Những tình huống sóng âm vội cước bây giờ nó là rất nhiều sát thương đến từ Sao Băng, hộ thể vào sóng âm chuẩn xác đến từ Sao Băng, không có một tiếng vội cước vào. Icon đã đến khá gần và Sao Băng cộng với Jay đang quáng rút lui tốc tiến đến Icon. Anh sử dụng một cú chiêu cuối ép lui đối phương và nó sẽ là ma hạ gục dành cho Sao Băng khi mà Jay giật ngược về được. Anh ta vẫn đang có quay rất tốt và Sao Băng có mạng thứ 8 của mình, nhưng 1v3 là quá khó. Tốc biến đã hồi và Sao Băng tốc biến chạy được, sóng âm sang bãi người đá đánh cực kỳ ảo và anh ta vẫn sống với nửa cây máu đi về. Múa liên tục và siêu vẫn đang làm tất cả mọi thứ ở trên bản đồ này. Anh ta bay từ chỗ này đến chỗ kia, anh ta dứt điểm được thành viên này đến thành viên khác, rồi sau đó thả sứ giả lên khu vực đường trên, làm tất cả mọi thứ gần như là hoàn hảo. Và thậm chí không phải là hoàn hảo nữa, trên cả mức hoàn hảo đến từ vị trí của siêu bần. Thật sự không hiểu đây là con Lee Sin gì đây. Một màn trình diễn rất khó chịu đến từ Lee Sin của Sao Phong với những pha bay nhảy rất chóng mặt. Và trong pha vừa rồi thì tôi đồng ý là bên phía của LNG đã đọc bài rất tốt khi mà có một cái mắt cắm ra ở khu vực bụi cỏ nhỏ đường trên và phát hiện ra pha di chuyển đến từ Sao Phong, thì Tạc Giang đã lên để cover cho Ale rất nhanh. Nhưng ngay sau đó là một tình huống mà bên phía của LNG lãnh chịu pha dồn sát thương đến từ cả hai người chơi rất xanh là Jay và Sao Phong, đặc biệt lượng sát thương đến từ Sao Phong. Đó là một lượng sát thương quá lớn và gần như đó là một pha mớm mạng tận mồm vị trí của Jay trong pha vừa rồi đến từ Sheldon. Và sau đó trong bối cảnh là phải 2v4, tôi xin nhấn mạnh là đây là tình huống 2v4, họ có thêm một mạng hạ gục nữa mà Jay vẫn giật ngược về được. Lại là Ale bị tấn công và Sheldon lại tiếp tục tỏa sáng với con Lee Sin của anh ta. 9-2-3 sau 14 phút và tổng cộng 12 mạng hạ gục bên phía của Thunder Talk có, thì anh ta ăn 9 mạng và anh ta nhường 2 dành cho đường trên, nhường 1 lại dành cho đường giữa, trụ một đường trên bên phía của LNG cũng nằm theo Ale trong pha vừa rồi. 4.000 tiền phút thứ 14. Tôi không biết là gì phải tăng tốc kiểu gì đây. Lai là người vừa được đẩy lên đường trên chứ không phải là Ale. Tôi đã nhìn nhầm. Đó là Ale đẩy xuống đường dưới và Lai lên đường trên. Và tại sao lại đẩy Lai lên đường trên ta? Bây giờ Ale đường trên cũng chết cả thôi. Nhưng mà nên là Ale chứ. Rồi, tăng tốc kiểu gì để có thể bắt được kịp nhịp được con Lee Sin này? Con Lee Sin này nó không chạy, nó chỉ bay thôi. Và nó phi rất ảo. Thì bên phía của LNG thật sự đang tuột khỏi ván đấu, đang tuột tay khỏi ván đấu. Và bên phía của Thunder Talk, nếu thua trong trận đấu này nữa thì thật sự đúng là không còn gì để nói, khi mà họ đã có một con Lee Sin quá xanh sao thời điểm hiện tại. Và con Lee Sin này không phải xanh từ những tình huống ăn mạng bình thường, nó là những tình huống xử lý vô cùng đỉnh cao. Tôi không biết phải nói gì nữa, giờ là 4.000 tiền rồi đấy. 15 phút thậm chí là trụ một đường dưới cũng đã có luôn. Và Sheldon vẫn đang là một con quái vật thực sự trên bản đồ với hai mảnh, thậm chí nó là ba mảnh của cái móng vuốt Sterak đã được xuất hiện. Và nó sẽ là một cái con Lee Sin one shot one kill. Tầm này chắc là chỉ có không, ai cần tôi nghĩ là cũng không thể nào chịu nổi con Lee Sin này đâu. Anh ta là một con set chỉ phản kích. Và chắc chắn là cái lượng chống chịu đến từ Icon nó cũng không phải là quá tuyệt vời. Với Lee Sin của Sheldon đến đầu thì trụ sẽ nằm xuống đến đó và mục tiêu lớn cũng theo đó sẽ thuộc về cho anh ta, với hai dòng nguyên tố cộng với sẽ là con sứ giả thứ hai. Một ván thi đấu mà thần rừng Tạc Giang cũng bất lực. Thật sự thì trong ván đấu đầu tiên á, bên phía Thunder Talk Sheldon vẫn làm tốt hơn Tạc Giang khá là nhiều, khi mà anh ta tạo được tác động ra các khu vực đường, tạo được tác động ra khu vực đường trên, khu vực đường giữa,
Chỉ có sau đó thì các thành viên LG combat quá là tốt, nhưng phía Thunder Talk bị thua ngược trở lại. Còn trong ván đấu này thì tác động của CEO Bân tạo ra là khổng lồ. Nên bây giờ thì giao tranh kiểu gì dành cho bên phía của LG để có thể tìm kiếm một cơ hội chiến thắng đây? Thật sự là rất khó. Và giờ sứ giả thả khu vực đường giữa, lấy được cái trụ khu vực đường giữa. Đường trên thì bắt đầu là tất cả các thành viên của LNG sẽ thua toàn bộ các thành viên của Thunder Talk. Một pha lăng xin làm mềm từ trước đó và dê lao vào dứt điểm Icon. Lần này thì có vẻ như Sao Vân chưa kịp lên can thiệp cái mã hạ gục vừa rồi, rồi mất 100% KP rồi, nhưng mà không sao cả. Những đồng đội của anh ta thi đấu thăng hoa cũng là điều mà Sao Vân hoàn toàn hài lòng mà thôi. Có vẻ như hưởng ứng được con Lee Sin của Sao Vân thì những người đồng đội của anh ta cũng đang có được cái tâm lý thi đấu khá là thoải mái. Và những vị tướng này là những vị tướng cần cái tâm lý thi đấu thoải mái. Những vị tướng như LeBlanc hay Lee Sin cần những cái tâm thế cực kỳ thoải mái để có thể phát huy tối đa sức mạnh của vị tướng. Nhiều cái sự biến ảo, nhiều cái sự cơ động, nhiều cái sự... Chúng ta xem lại một pha mà Icon nằm xuống với hai lượng sát thương đến từ hai đường đơn bên phía của Thunder Talk. Và anh ta không... Không biết anh ta hồi cái cuồng thú quyền kịp chưa, nhưng mà như anh ta không kịp dùng trong pha vừa rồi thì phải. Đang là một cái cánh trên vô cùng sáng cho bên phía của Thunder Talk. Và chỉ là cái cánh dưới hiện tại thì Samdi không phải là người quá xanh so với những cái đồng đội, nhưng nhìn chung thì anh ta vẫn đang là người mà không hề thua kém so với xạ thủ Lai bên phía bên kia. Và với một tình huống swap Lai lên khu cánh trên để cho con Lee Sin của Sao Peng tìm hỏi được một lần, thì Lai nằm xuống cũng đã là một lần rồi, hỗ trợ của anh ta trong tình huống di chuyển để có thể hỗ trợ khu cánh trên thì cũng đã nằm xuống tới hai lần. Một ván thi đấu mà rõ ràng là cơ hội để có thể có ván thắng đầu tiên cho bên phía của Thunder Talk ở tại mùa giải năm nay đang rất sáng. Và Sao Peng tiếp tục lại múa lượng trước mặt các thành viên của LNG. Một tình huống sóng âm, cảm giác là không tầm nhìn nó rất áp lực. Giờ thì chắc chắn là Siêu Bân đi đến đâu là bên phía của LG phải rút tới đó. Và họ không thể nào có được cái lợi thế ở chỗ mà Siêu Bân đang đứng. Trụ hai khu vực đường giữa sẽ bị gáp lực. Và với chiếc tướng của một cái Drill thì việc cấu đi lượng máu trụ khoan. Đây là một mình Bash anh ta đứng giữa các thành viên của LG và tung ra luôn cả Thái Dương Hạ Sang. Ghim sóng âm lên người, cũng mà sẽ tung ra. Tạm thời thì Icon vẫn đang an toàn và ta về được. Hơn 5.000 tiền chênh lệch sau khoảng chừng 19 phút thi đấu cộng với 4 trụ và chỉ để mất một trụ duy nhất khu vực đường dưới mà thôi. Hai dòng nguyên tố cũng đã được ăn trước đó bởi bên phía của Thunder Talk. Họ đang có được một ván thi đấu mà dẫn trước rất nhiều so với LNG, nhưng vẫn là một cái bài toán để họ cần phải giải. Tôi nghĩ rằng đây là một trong số những ván đấu mà họ... Tôi chưa nói dứt câu thì đứng trên có vẻ như Jay đang là người gặp nạn, lướt cung tên giật ngược trở về và mớm mạng cho xạ thủ đối phương. Đó là một tiếng đẩy cao đến từ Jay và ngay lập tức bị khai thác đúng vị trí. Mã hạ gục thứ 6 cho LNG, nó rơi vào tay của Lai. Một mã hạ gục rất là quan trọng cho bên phía của LNG để giúp cho họ vực dậy lại tinh thần của mình. Nhưng mà cái quan trọng là họ cần phải hạ gục được Siêu Bân. Siêu Bân đã có được món trang bị thứ hai, đó chính là cái món Boost Terrax để có thể gia tăng thêm khả năng chống chịu. Và với linh hồn trong nước thì mà bên phía của Thunder Talk có được linh hồn này, không biết bằng cách nào mà LNG có đủ sát thương để có thể hạ gục được một con Lee Sin vừa có khả năng chống chịu, vừa có sát thương mà vừa lại có khả năng hồi phục. Nên hạn chế những sai lầm như vừa rồi đến từ J. Sao Peng thì vẫn đang di chuyển, nhưng sóng âm gần đây của anh ta thì nó chưa đạt độ chuẩn xác quá cao. Và nó vẫn sẽ là những tình huống áp lực ở tại cánh dưới để có thể ăn dòng nguyên tố thứ ba. Ván đấu này là một linh hồn rồng mạnh chứ không phải là yếu. LNG chấp nhận việc bỏ đi cái áp lực đến từ những con rồng đầu để có thể hướng đến cái dàn trụ. Họ cần tiền từ trụ, họ thực sự cần tiền để có thể phần nào đó trở lại ván đấu và ít nhất là khiến cho khoảng cách chênh lệch tiền ít nhất ở khoảng thời điểm mà con rồng nguyên tố thứ tư xuất hiện. Còn rồng ba thì chắc là bên phía của LNG xác định bỏ rồi. Hơi khó để cho bên phía của LG có thể tiến vào, và đúng là họ xác định bỏ thật. Khi mà vị trí đứng của Tài Giao thì hiện tại có vẻ là không có gì để có thể tiến vào được cái khu vực mà bên phía của Thunder Talk kiểm soát tầm nhìn hoàn toàn. Bản thân của Tài Giao đi trong rừng của mình nhưng mà không khác gì đi trong rừng địch cơ, anh ta phải rất cẩn trọng. Và bên phía Thunder Talk thì không tổ chức một tình huống bắt lẻ nào cả. Rồng thứ ba dễ dàng thuộc về bên phía của Thunder Talk với sự kiểm soát của Siêu Bân. Và hiện tại thì chỉ cần về nhà mua đồ, tôi nghĩ là Siêu Bân có thể hoàn thành cho mình món đồ thứ ba trong trận đấu này. Thực sự mà nói, nếu mà game này thua tôi không biết phải nói gì luôn á. Đã thua tới 4 trận 0-2, tức là 8 game liên tục rồi, 8 ván liên tục rồi.
vẫn chưa có bất kỳ ván thắng nào, và đây là ván được coi là sáng nhất với một tâm lý được giải tỏa là tốt nhất cộng với một cơ hội rõ ăn rõ ràng là ngon ăn nhất. Họ đang sẵn sàng cho các linh hồn rồng nước sau khoảng chừng 4 phút hơn, cộng với chênh lệch tiền ở thời điểm con rồng đó đi ra nó vẫn ít nhất là khoảng chừng 4.000 tiền, thì đây là cơ hội gọi là bằng vàng bằng bạc cho bên phía của Thundertalk để có thể có được một ván thắng. Tôi không biết là họ có thể thắng được ngày thi đấu hôm nay hay không, bởi vì ván 3 nó sẽ là một kịch bản mới hoàn toàn, nhưng mà ít nhất nên có được một ván thắng nó sẽ giúp cho họ giải tỏa tâm lý rất nhiều, vì sau chuỗi trận thua, chuỗi ván thua vừa rồi của Thundertalk ở tại LPL thì nó đang là một cái gánh nặng rất lớn về mặt tâm lý, và để xem họ sẽ chuẩn bị cho những mục tiêu lớn sắp tới như thế nào. Baron thì nó vẫn hơi quá sức, và tôi nghĩ rằng họ vẫn sẽ đặt nặng cái vấn đề của mình ở tại con rồng nguyên tố tiếp theo của bản đồ. Quan trọng là để lật ngược được lại ván cờ thì LNG không có quá nhiều công cụ thật sự có thể khiến điều đó diễn ra một cách dễ dàng. Họ có Lucian là một xạ thủ DPS, nhưng mà đây là Lucian chỉ có thể bắn được ở khoảng thời gian gần cuối ván đấu thôi, chứ càng kéo về lâu thì con Lucian này sẽ mất tác dụng. Đây là một lần nữa siêu bắn lao qua nhắm vào người của Icon. Icon đang bị bắn liên tục, anh ta cố gắng lùi về, mất đi lớp giáp đến từ cái móng vuốt Steyrak, và cuối cùng thì Icon vẫn đang sống. Những tình huống sóng âm sau đó đến từ Xiaopeng thì nó không được sự chuẩn xác. Nếu trúng thì anh ta ít nhất sẽ ép được cái tốc biến đấy, thì Icon tôi nghĩ là như vậy, vì Icon trong pha vừa rồi anh ta cũng chỉ còn lại khoảng chừng nửa cây máu mà thôi sau khi mất đi móng Vosterak, thì anh ta rất dễ là mục tiêu bị nộ long cước về bởi Xiaopeng. Nhưng rất may mắn đó là một cú nộ long cước không được đưa ra đến từ Xiaopeng, do trước đó anh ta găm sóng âm trượt và cần những tình huống sóng âm chuẩn hơn để có thể thực hiện những pha bắt lẻ tốt hơn nếu muốn đẩy mạnh nhịp độ ván đấu cũng như là lợi thế dành cho bên phía của Thundertalk. Đừng quên rằng sức mạnh giao tranh đến từ bên phía của LNG vẫn là có ở giai đoạn giao tranh về sau, thì đội của họ có tới 2 xạ thủ. Và đã là một tiếng khởi động Baron đến từ bên phía của Thundertalk với bối cảnh là họ đã chiếm được tương đối nhiều tầm nhìn. Và đang tấn công vào con Baron rất nhanh. Tốc độ này thì tạm thời vẫn chưa quá tốc độ dành cho bên phía của Thundertalk, nhưng mà áp lực mà họ tạo ra ở trước hang của Baron là rất nhiều. Họ đã quyết định rút ra và quyết định là không ăn. Ôi, một tình huống ép tình huống cái tree cùng dị tận. Nhưng mà Lancer đã dùng vô cuối rồi, nên tạm thời khoảng thời gian này, khoảng thời gian mà có nàng khổng lồ bên phía của Thundertalk không ép được giao tranh thêm nữa. Nó cũng không phải mất mát quá lớn cho bên phía của Thundertalk, nhưng nó cũng là một cái cơ hội rất ngon ăn để họ có thể thực hiện được một tình huống bắt lẻ. Nhưng nãy giờ thì họ vẫn chưa thể nào bắt lẻ thêm những mà hạ gục nào được nữa, vẫn đang dừng lại ở con số đó là 13-6, và tiền thì vẫn đâu đó khoảng chừng 5.000 tiền chênh lệch giữa cả hai đội tuyển. Nó vẫn là một chênh lệch đủ để bên phía của Thundertalk, cho dù có thể gọi là bị mất một trụ, hai trụ sắp tới, hay là bị mất một mà hai mạng, thì ít nhất nó vẫn là khoảng chừng 4.000 tiền. 4.000 tiền ở khoảng chừng 26-27 phút để có thể đánh rồng 4, nó vẫn là một chênh lệch rất an toàn cho bên phía của Thundertalk. Và họ cần phải làm điều đó một cách áp lực nhất có thể. Nếu như đánh rồng chuẩn xác, họ sẽ có linh hồn rồng sớm, cộng với chênh lệch về tiền ở thời điểm đó thì họ có thể tự tin ép vào những tình huống Baron sau một cách tự tin hơn. Lúc đó thì lượng sát thương đến Ezreal có lẽ cũng sẽ phần nào đó được đảm bảo để họ có thể rush Baron với một tốc độ cực kỳ áp lực cho bên phía của LNG. Món đồ tiếp theo mà siêu bân định hướng lên có vẻ là rìu đen, với hai món là bố trí câu phơi kết hợp với lại một mảnh máu, đó chính là cái hỏa ngọc. Như vậy thì lượng sát thương mà siêu bân gây ra trong những tình huống lao vào tiếp theo, một chất tướng như là Zed có được cái lượng giáp ít ỏi mà phải đối diện với cái rìu đen như thế này thì chắc là cũng không khác gì những vị tướng máu giấy khác. Bây giờ thì con Baron mặc dù là vẫn chưa ăn được đến từ bên phía của Thundertalk, chất tướng của Leblanc và Ezreal thì không phải là chất tướng ăn Baron quá nhanh, nhưng con rồng thứ tư của ván đấu thì chỉ còn hơn một phút nữa, giờ chính xác là dưới một phút, thì bên phía của Thundertalk sẽ dễ dàng kiểm soát được nó nếu như mà LG không có động thái gì quá mạnh mẽ. Tớ cảm giác như bên phía của Thundertalk kiểu như họ bị thua nhiều quá, dẫn đến cái độ tự tin của họ không được quá cao á. Chứ với một con Lee Sin cứ 9-2 từ thời điểm tầm mười mấy phút thì tôi nghĩ rằng sẽ có nhiều người chơi họ xử lý tự tin và gọi là mạnh dạn hơn rất nhiều so với phía của Thundertalk. Còn Thundertalk thì lựa chọn một cái quyết định kiểu như là rất là an toàn, đây là cơ hội rất là ngon ăn và họ không muốn dẫn đến những tình huống throw game quá là nặng, nên họ chấp nhận đánh là đánh dòng 4 cho an toàn. Sóng âm vẫn vào, Xiaopeng đang thú vị giữ chân lại, móc mất đi là quá nhiều đến từ Xiaopeng. Anh ta quá chưa biết và nó đâu có được nhiều người trước khi vào lên bảng. Tăng răng đã có mà gục shut down rất nhiều tiền, nhưng sau đó thì LNG sẽ phải trả mạng lại. Người đầu tiên nằm xuống đến từ bên phía của LNG là Lai, tốc biến chạy hàng loạt đến từ cả Icon và cả tạc răng để có thể thoát lui khỏi một tình huống tấn công ngược trở lại đến từ bên phía của Thundertalk. Nó vẫn sẽ là áp lực đủ lớn để có thể tấn công vào con rồng nguyên tố thứ tư cho bên phía của Thundertalk, nhưng mà LNG quyết định là không bỏ. Tốc độ di chuyển vào là không kịp và cuối cùng là linh hồn rồng thuộc về bên phía của Thundertalk. Cái trao đổi này liệu có lợi cho LNG không ta? Họ mất đi linh hồn rồng
nhưng mà họ search down được siêu bân và màn hình gục đó nằm trong tay Tarzan. Tarzan sẽ bổ sung được một lượng sát thương rất là lớn, và điều đặc biệt là bên phía Thunder Thought chưa có quá nhiều kháng phép, nên việc mà sát thương phép chủ lực của bạn có được một lượng tiền ổn và có thể tạo được những tình huống rải mưa tên lửa tiếp theo là một tín hiệu tốt cho NG. Nhưng mà nhìn chung đây là một pha one shot của Dê và Lê Năm xuống ngay lập tức. Đó là một con Lucian rất giấy đến từ Ale phải đối mặt cùng với full combo đến từ một lập lăng, và lượng sát thương đến từ một lập lăng 260 AP của Jay là đủ để có thể one shot thành công người chơi đường chơi đối phương, mở ra một cái đường đẩy rất tốt cho bên phía của Thunder Talk để chuẩn bị cho con Baron. Thậm chí là hai người chơi đường đơn đang đẩy thì ba người còn lại đã bắt đầu ép vào Baron rồi. Pass là người đi lấy tầm nhìn trước ở tại khu vực bùa đỏ. Hai thành viên còn lại là Xiaopeng và Samdi đang ăn Baron với một tốc độ không phải là quá chậm nha. Họ vẫn có được lượng DPS rất lớn đến từ Samdi và cả Xiaopeng để có thể ăn con Baron này. Trước khi Tăng Giang đi ra, Tăng Giang bắt đầu đi ra, dịch chuyển đã được dùng đến từ hai đường đơn bên phía của Thunder Talk. Cuối cùng ánh sáng lên, sát thương là chưa đủ đến từ bên phía của Thunder Talk, nhưng Tăng Giang chưa ra kịp, anh đang khép các hoàn toàn bởi các thành viên bên phía của Thunder Talk. Và nó sẽ là con Baron được trừng phạt đến từ bên phía của Thunder Talk ở thời điểm phút 28. Họ có linh hồn dòng nước cộng với 5 mùa lệ Baron. Còn đây là xem pha này, đó là siêu bân, anh ta lao vào có vẻ là hơi tự tin và LNG đã dồn tất cả mọi thứ mà họ có được để có thể nhắm vào người của siêu bân, từ mưa tên lửa đến cái hủy diệt đấu trường. Nhưng mà sau đó thì Thunder Talk vẫn gỡ gạt lại được những màn hạ gục. Đây là pha mà lao qua với biến ảnh và chăn dây giữ chân thành công, và kết quả là ngay lập tức bản thân Ale nằm xuống với cái sóc điện được kích hoạt. Bây giờ vẫn đây là lợi thế quá lớn dành cho Thunder Talk. Linh hồn rồng nước là một cái ngưỡng sức mạnh cực kỳ mạnh mẽ, và nó là linh hồn rồng mạnh nhất ở trong tất cả các linh hồn rồng. Nên hiện tại mà LNG có cửa lật thì tôi cũng nhìn hơi khó. Đó là một tình huống họ mất tổng cộng là 4 chiêu cuối ạ. Tặc Giang đã mất mưa tên lửa, Icon đã mất hủy diệt đấu trường, Lai cũng đã mất thêm cả cái sợi xích tội lỗi, cộng với Iwandi cũng đã tung bộ pháp thần tốc để có thể tất cả những gì họ muốn làm là shut down con Lee Sin của Xiaopeng. Họ làm được điều đó, nhưng sau đó thì họ lại hết công cụ để có thể giao tranh tổng và lãnh chịu một tình huống giao tranh tổng được coi là thua thiệt đến từ bên phía PNG, khiến họ mất linh hồn rồng, cộng với đó là mất thêm một con Baron nữa. Thế trận vô cùng khó khăn khi đối phương đang tận dụng Baron để có thể đẩy, thì bên phía của PNG sẽ phải phòng ngự như thế nào đây? Thật sự rất khó. Bây giờ những tình huống mũi tên xuyên phá của Lai nó hoàn toàn là vô dụng, khi mà linh hồn rồng nước sẽ giúp cho Thunder Talk hồi máu trở lại, và thậm chí sát thương của anh ta gây ra cũng là rất ít nữa. Được sát thương hạn chế này thì không biết là cấu bao nhiêu cho đủ mới khiến cho bên phía Thunder Talk gặp áp lực. Còn đây là một pha lao vào nhẹ của Lan Sinh, Ale mất nửa máu rồi. Lập lăng của Jay bây giờ cũng đang là 3 máu trang bị và những tình huống biến ảnh lên để cấu rỉa của con lập lăng này, nó cũng sẽ là một lượng sát thương rất lớn trong một đội hình không có khả năng hồi phục của LNG. Chưa kể là những tình huống sóng âm đến từ, ui, một cú chiêu cuối trượt đến từ Lai, sóng âm chuẩn xác, Xiaopeng không có định vào khi cú sóng âm đó cũng chỉ trúng vào người của Iwandi mà thôi. Như những tình huống cấu rỉa giả dích đến từ anh chàng J đang đủ để khiến cho bên phía LNG rất nhiều người yếu máu. Đó là một tiếng tốc biến dầu sát thương vào đến từ vị trí của Xiaopeng mà có dành cho Lang Sinh. Một cái thi đấu quá thăng hoa đến từ vị trí của Xiaopeng với con Lee Sin của anh ta, và đường trên của LNG lại một lần nữa phải lên bản đếm số, lần nằm xuống thứ 6 đến từ đường trên của LNG. Và đó sẽ là hai đường đi siêu cấp cộng với pha kết thúc bản đấu của Thunder Talk. Không có cơ hội chống trả và lính đã tràn vào tới rồi, một trụ bảo vệ nhà chính chuẩn bị mất đi, mưa tên lửa đã ra nhưng nó không đủ sức để có thể dọn dẹp xong đợt lính. Một trụ đã mất đi rồi, bên phía của Thunder Talk vẫn cấu rỉa từ từ ở phía bên ngoài, đã lao vào đến từ Lan Sinh. Một pháp thần tốc được bật vào hủy diệt đấu trường, ôm một thành viên ra, nhưng Lan Sinh lao vào đẩy rất nhiều người về. Trụ nhà chính đang trơ trọi, Icon đã phải nằm xuống, và Thunder Talk chính thức có được ván đấu đầu tiên tại LPL mùa hè 2021. Ván thắng đầu tiên dành cho Thunder Talk sau chuỗi 8 ván thua liên tục, đồng nghĩa với việc là 4 trận thua liên tục của họ ở đầu mùa giải đã được mở nút thắt với một màn trình diễn Lee Sin rất ấn tượng của Xiaopeng. Khả năng chơi bao sân của anh ta là vô cùng ấn tượng, đặc biệt là xoay canh hai đường đơn của mình. Với rất nhiều mà hạ gục thì anh ta đã thể hiện được cái tác động đến từ một con Lee Sin đến với ván đấu. Và với những lợi thế đã có thì những người đồng đội của anh ta cũng đã không phụ lòng một con Lee Sin cống hiến như vừa rồi để có được một ván thắng. Và đây là chiến thắng vừa mang tính chất là giữ lại hy vọng ở trong ngày thi đấu hôm nay dành cho họ, vừa mang tính chất là giải tỏa rất nhiều về mặt tâm lý. Và để xem tâm lý thi đấu tốt sau ván thắng này có giúp bên phía của Thunder Talk có được trận thắng đầu tiên của mình tại LPL hay không, câu trả lời sẽ có tại ván thi đấu thứ 3 khi chúng tôi LPL Việt Nam Official quay trở lại trong ít phút nữa.